Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu và Mít Hường sẽ đưa mọi người vào thăm một trong những clubhouse khá đẹp tại khu Zaget Nhà Bè. Bây giờ là cũng khoảng là 6 đến 7 giờ tối rồi, nhưng mà khu dân cư này có khá nhiều ánh sáng và khá đẹp không Mít Hường? Dạ. Ok, thì bây giờ cùng với Phước Sửu và Mít Hường, mình di chuyển từ cổng, mình đi vào một cái khu dân cư khá đẹp và gọi là phân khu A32 phải không? Tại cái phân khu A32 này thì có một cái clubhouse khá đẹp và được bố trí là một trệt một lầu á Mít Hường. Mít Hường cảm nhận mình có phải lạc vào một cái khu gọi là dinh thự đặc biệt và những cái khu gọi là công viên nhiều màu sắc và nhiều loài hoa phải không? Em thấy ở đây là chủ đầu tư rất là chăm chút về cái vấn đề cây cảnh. Những cây cảnh ở đây nó đều có những cái màu sắc rất là đặc biệt, như màu của cái cây sơn hồng phi tuyết. Sơn hồng phi tuyết, dạ, một cái loài hoa khá đẹp luôn ha. Đúng rồi. Dạ. Ở phía cổng vào thì rất nhiều hoa đã nở. Ở đây thì cây còn hơi nhỏ và một số cây xanh bốn mùa. Đã nhìn xem bốn mùa đây, cây xanh đẹp. Cây xanh này thì xanh quanh năm bốn mùa luôn, không bao giờ là nó bị giống như là kiểu nó thay đổi theo mùa đâu anh. Chính xác. Dạ. Lúc nào cũng có màu xanh và lúc nào cũng có hoa nở hết. Dạ. Và một cái công viên khá đẹp vâng, ở đây thì có những cái bậc tam cấp và có những cái màu sắc theo từng đường viền luôn. Và ở đây thì mình Phước Sửu và Mít Hường đang di chuyển vào một cái clubhouse và trong đó có một cái hồ bơi á Mít Hường. Thì khi một cái khu dân cư thấp tầng nhưng mà ở đây thì cũng có những tiện ích đầy đủ cho quý cư dân luôn phải không Mít Hường? Có một cái hồ bơi khá đẹp luôn. Ở đây thì Mít Hường có thể là xuống tắm được luôn đấy. Dạ. Thấy khá sạch sẽ và đẹp phải không? Dạ. Hồ bơi này thì như không được rộng bằng hồ bơi ở bên clubhouse bên kia ha. Đúng nhưng rồi. Mà có vẻ là ở đây có nhiều phòng hơn, thì những phòng này nó có những tiện ích gì vậy anh? Ở trong này thì có một số cái tiện ích. Ở đây là một cái thể là có dành cho một phòng để quản lý cái sân clubhouse này. Yeah. Và ở bên này thì tất nhiên là không quên là bố trí hai cái toilet nam và nữ. Ở đây thì một số cái phòng gọi là check-in, gọi là phòng họp mini, phòng tiếp khách đó Mít Hường. Nếu mà khách Mít Hường không có tiếp khách ở nhà thì mình có thể ra đây tiếp khách. Và ở trên thì có những cái phòng tập gym và phòng dạng như là tập yoga. Một cái tầm view khá đẹp, vừa là nhìn trực diện ra cổng và đồng thời nhìn xuống cái hồ bơi luôn. Khá đẹp không Mít Hường? Và ngoài cái tiện ích hồ bơi và những cái tiện ích bên trong như vậy đó thì Phước Sửu và Mít Hường sẽ đi dạo dọc thêm một cái công viên. Cái công viên này gọi là công viên mùa đông á Mít Hường. Mít Hường suy nghĩ thì khi nào nhắc đến mùa đông thì nó sẽ có gì Mít Hường vậy? Nếu mà ở những nước ngoài khá lạnh á. Có lẽ là sẽ có tuyết đó anh. Chính xác, thì ở đây họ sẽ trồng những cái bông gọi là bông tuyết đó Mít Hường. Nó lấm tấm màu trắng và nó nở quanh năm luôn. Và nhất là mùa đông thì nó càng lạnh thì sẽ càng nở hơn. Và đặc biệt ở đây nè, như mọi người đi nhìn thấy cái dọc công viên thì đèn rất là đẹp nè, rồi bố trí nhiều cái chỗ vui chơi cho trẻ em nè, rồi chỗ phòng là tập thể dục và nơi cái công viên này khá đẹp phải không? Dạ, công viên này là có nhiều trò chơi cho trẻ em nè anh. Khá nhiều chủ đề. Dạ. Vừa chủ đề cho màu sắc cũng đẹp nữa. Màu sắc cũng đẹp, kết hợp vừa màu vàng, màu trắng, màu tím, rồi là có những cái cảnh đồi. Dạ. Giống như mình lạc vào một cái cảnh đồi nhỏ nhỏ và xinh xinh, mình có thể ngồi trên những cảnh đồi là mình tán chuyện và bắt đầu hóng mát phải không? Khá đẹp. Dạ. Phải không? Mà Mít Hường thì hiện tại đang ở Nhà Bè hay sao? Dạ, em đang ở Nhà Bè. Thì Mít Hường có thể là nói cho khách hàng biết là ở Nhà Bè nó có hệ thống sông ngòi nhiều hay không, và hệ thống cây xanh ở đây thì có thể là đủ để đáp ứng những cái lượng oxy và làm cho cái không khí ở đây cực kỳ thoáng mát để cho cư dân khi mà nhận nhà về đây ở thì sẽ tốt lành hơn những cái khu khác hay không? Dạ, Nhà Bè thì thật sự là cái lượng sông ngòi rất là nhiều anh ạ, sông rạch rất là nhiều, cho nên là về cái khoảng mà không gian thoáng mát thì không khí thoáng mát á, thì rất là tốt hơn những cái quận khác. Và Nhà Bè thì có gần Cần Giờ nữa, Cần Giờ thì giống như là một cái lá phổi xanh của Việt Nam cũng như là của thế giới, cho nên là không khí ở Nhà Bè thì khi mà mình bước xuống Nhà Bè cảm giác khác hẳn những cái nội thành. Đúng rồi.
quá tuyệt vời. Quý cư dân cứ đừng có suy nghĩ Nhà Bè là xa xôi, nhưng mà chỉ một bước chân qua đường Nguyễn Hữu Thọ và đường Nguyễn Văn Linh thì chạm đến Nhà Bè, và cái khu dân cư GS này cách đó tầm khoảng là 4-5 phút thôi, không là khá gần. Và cái khu GS này thì gọi là những cái tiện ích có 102, như Phước Sửu đang bay Laycam thì ở đây sẽ cảm nhận ở đây một cái khu 350 hecta gần bằng Phú Mỹ Hưng, có những cái tiện ích có 102. Và đặc biệt là khi cứ quý cư dân vào đây mà sở hữu ở đó thì giống như mình lạc vào một cái gọi là những trong những cái khu rừng vậy đó, có khá nhiều loại cây và không gian, và cái cách thiết kế cảnh quan của chủ đầu tư GS sẽ đem đến cho khách hàng một cái không gian ở cực kỳ thoáng và gọi là trong lành, phải không? Chắc ăn á, là sắp tới tình hình bất động sản ở Nhà Bè nó sẽ có nhiều cái biến động khác nhau, và có thể là nâng cái mức giá Nhà Bè, bởi vì Nhà Bè hiện tại đang vẫn còn là vùng trũng của bất động sản. Thì theo như Mỹ Trường phân tích thì thời điểm này có phải là thời điểm là tốt nhất để khách hàng đầu tư sở hữu tại nơi đây hay không? Mức giá thời điểm này như thế nào? Dạ, thật ra thì tại thời điểm này thì cái giá thị trường của tất cả các nơi đều đang giảm vì ảnh hưởng về vấn đề về tài chính ngân hàng đó. Thì nhưng mà Nhà Bè chuẩn bị là sẽ có thể là sắp lên quận rồi. Và cái dự án Jaget này đã đầu tư vào Nhà Bè sẽ biến Nhà Bè thành một giống như là một cái sự đổi mới, một cái bước đột phá. Cho nên là tại thời điểm này vừa cộng hưởng việc là giá thị trường vừa xuống, vừa cộng hưởng là Nhà Bè rất là có tiềm năng, cho nên đây là cái thời điểm em nghĩ là tốt nhất để đầu tư vào Nhà Bè. Chính xác, theo Phước Sửu cũng nghĩ như vậy. Giá thấp là cái cơ hội đầu tư vào để ở, và gọi là đầu tư sinh lợi cũng khá ok, và ở đây thì khá nhiều sản phẩm ở đây được đang chào bán. Chính đó là một cái cơ hội, bởi vì mình chỉ có chấp nhận cái rủi ro ngay thời điểm ngắn nhất bây giờ để chọn lựa một cái sản phẩm phù hợp với mình, lựa chọn cho mình một cái sản phẩm là có thể là tăng giá ở những cái vùng trũng bất động sản khi những cái cơ sở hạ tầng ở đây nó chưa đi vào hoạt động hết. Và sắp tới những cái cơ sở hạ tầng mà Phước Sửu phân tích ở những video khác mà đưa vào hoạt động thì chắc ăn khu này tăng gấp đôi, gấp ba là bình thường. Rồi, để những cái thông tin về những cái dự án GS Nhà Bè và những cái sản phẩm đang cần mở bán thì liên hệ với Phước Sửu và Miss Hường để chúng mình cung cấp đầy đủ thông tin và giỏ hàng cực kỳ hot cho quý anh chị nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.